Vô một con đi. Vô một con. Vô. 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 Quý bác thân mến, ngày hôm nay Dinh với lại Huấn đang đi vào trong suối để kiếm một vài con cá để chúng ta có thể ăn dịp nghỉ lễ với nhau mọi người nhá. Hôm nay là mùng 1 tháng 5 rồi. Không biết là mọi người đã đi đâu chơi và ăn uống như thế nào rồi. Còn anh em mình thì nhà quê nghèo mọi người ạ. Bây giờ phải đang đi kiếm đồ ăn. Tới cái khúc này thì anh em mình thấy là ở dưới này có một vài con cá rồi. Và anh em mình sẽ đi theo suối này, đi xuyên suốt vào trong kia mọi người nhá. Đây này, dưới này cái con tem nhí dưới này này mọi người. Đấy, đây này. Khá là to nhá. Đã được con này. Đấy, một con này. Ngon. Đâu xem nào. Đây một con trước rồi nha mọi người. Cá mương hoa ấy. Đây nha mọi người, một con đầu tiên. Đây này cái búng này mọi người. Nhìn nước ấy, khá là xanh luôn. Nhìn cá nó chạy khiếp thật. Ui, đây này, đây này, đây này, mọi người, đây này. Đây này. Dưới ấy, có khả năng sóng quá mọi người không nhìn thấy. Cá suối có rất là nhiều luôn mọi người ạ. Nhưng mà nó không vào lưới thôi. Một con rồi, một con, ui, hai con. Ba con, bốn con rồi. Bốn con. Cá đí. Ừ. Đây một con này. Cá mương ở suối. Đấy, con phía dưới kia một con rồi. Thấy ở dưới nước rồi. Đây là hai con. Động động. Đấy, thấy động động đây. À, lá tre rồi. Con cá. Cá bống suối. Đây là hai con này không ạ? Ồ, con này cũng dính à? Ôi, sao không dính? Đây thì, này ở khu dưới có nhiều đấy. Đây này, thêm một con nữa này. Đấy. Xong được gì rồi? Thế là, răng lại, thế phải răng lại cái này nhé. Đây này một người. Con này to nhất này, con cá mương này. Con là cá đí. Đúng được 8 con. Một con trọt có gì hả? Ừ. Thì 8 con, ở đây có 7 con. Đây này mọi người, đây là cái con cá búng suối này. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Cái con này tiếng Tây gọi là con pe pém ấy mọi người ạ. À, đầu nó như này. Đấy. Còn đây là dưới bụng của nó. Đây nha mọi người. Đó tầm khoảng một ngón tay. Đó mọi người. Đây, được bằng này rồi. Kiểu gì là tí nữa anh em mình cũng được một bữa ngon rồi nhá. À, lưới bên này có vẻ mắt lưới to quá mọi người ạ. Mấy cái con cá suối này nó còn đi qua được cơ. Đây này, nó bơi bơi này. Ôi kìa kìa kìa, hai con dưới kia trắng kia rồi, ngon rồi. Ai ba con đi. Toàn con cá pém rồi đó. To nhỉ. Bốn con. Đấy. Thu hai con cá mương lên kìa. Rồi giờ hai con cá mương nhá. Ờ. Nó bình tĩnh. Xong rồi lại giải tiếp. Báo cá chưa bao giờ kiếm người ăn lại dí như thế này được không?
Con mương này cũng khá là to đấy. Nhìn này, cá nhìn màu nó tâm. Xanh xanh này. Đấy, đây một con nữa này. Cá sôi chỉ cái này thôi. Rồi giải tiếp, vúng này lại giải tiếp, rồi lại ném đá. Đấy, mày thấy không, mỗi viên đá là một con cá đấy. Đây này bằng em. Cá ao nuôi con bé. Đây này, con cá mương này. Nhìn này, mọi người nhìn thấy nó đẹp không? Nó đẹp xanh nhá, nó có thành vân xanh luôn. Con này thì nó chỉ được tầm một ngón tay thôi mọi người ạ. Đây được một con, hai con, ba con. Xin học thân mến, anh em mình đi tới cái chỗ này, ở đây có một cái bãi khá là đẹp luôn mọi người ạ. Trên này thì có bãi đá này, dưới này thì có một cái khu vực gọi là vũng nước nha mọi người. Đây nếu mà có thể là thích thì có thể nhảy xuống đây tắm được. Bây giờ anh em mình sẽ thả lưới ở đây, xong rồi anh em mình sẽ tiến hành nhóm lửa ở đây, xong rồi sẽ nướng đồ ở đây. Thân mến, ở suối này có rất nhiều ốc luôn này, nhưng mà con nó bé lắm, nó chưa to mà nhỉ. Hãng đen hết trên những cái hồng đá này. Ui này, nhiều. Cái này mà ai nuôi vịt vào đây thì giáo phải biết mà. Ui này, được một nắm thôi, nhưng mà toàn con bé mà nhỉ. Một dạo nữa những cái con này to lên thì anh em mình sẽ đi bắt nha mọi người. Đó, đây này, đám đen đầy hết những cái tảng đá này. Ở đây chặt dọc xuyên lên trên kia luôn. Phiền học thân mến, ngày hôm nay anh em mình có bằng này đồ nha mọi người. Đầu tiên đây là rau diếp cá hái cạnh bờ suối, chút nữa anh em mình sẽ rửa, tạm thời sẽ để đây đã. Mở cái túi này đi, túi này thì hôm nay Huấn đi mua. Đấy, để xem là hôm nay có cái gì. Đầu tiên thì bột canh, sau này thì có dao, đấy, dao với lại thịt vẫn nó ướp ở đây sẵn rồi mọi người ạ, đấy, trong hộp này nha mọi người, đó, còn đây là hai chai nước thôi nha mọi người, đó, hai chai nước để đây, nước này uống vào thì sẽ giúp cho chúng ta thoải mái hơn và dễ nói chuyện hơn nha mọi người, đó, còn đây là một gói xúc xích, đó. Còn ở đây, đây, thành phần chính của chúng ta hôm nay. Đây là cá suối này. Anh em mình hôm nay thì đi tầm khoảng 3 giờ chiều mọi người ạ. Nên là thời gian thì nó cũng hơi gấp rút. Chỉ được có bằng ngày thôi. Pe đí này mọi người, đó. Còn con này con cá mương hoa. Con cá mương hoa. Có con thì nó đẹp lắm mọi người ạ. Đây, có vài con. Xong rồi con này là con pe. Con này con cá mương suối này. Cá mương này. Đấy. Còn con này là con pe pém này. Đó. Đây nhá, có mấy loại. Bây giờ lửa đang cháy, bây giờ chờ than thôi. Anh em mình cũng có để một tay lưới ở dưới này. Chút nữa sẽ kéo lên để xem con nào được thì sẽ nướng luôn. Đây con vỉ đó. Thì đó thân mến, đây là một cái vỉ gồm có cá và thịt, vẫn nó để đây rồi. Bây giờ anh em mình sẽ cho vào trong này nướng. Đây, nướng đi. Học thân mến, anh em mình mời mọi người ăn lế với anh em mình nhá. Làm con cá đi. Mang lại xúc xích đã. Mời mọi người con cá đi nhá. Hôm nay thì hơi lối kỹ thuật một tí, Huấn nó lại không mang theo chanh đi mọi người ạ. Đây, con cá chấm với
củ canh thôi. Ăn ngon thật luôn ạ. Lưới cá suối nó không có tanh ấy, nên là ăn cực kỳ sướng luôn. Vừa kiếm đâu ra gia vị ấy. Hách mày. Vô một con này. Vô một con. Yo. 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 Mời tất cả mọi người nhé. Anh em mình chỉ có như thế thôi mọi người ạ. Làm miếng thịt đi. Thịt ba chỉ này mọi người. Anh em mình ở đây cầm tay bốc thôi nha mọi người. Đó. Đi suối, đi rừng thì bốc tay thôi mọi người ạ. Mà suối đói ăn cái gì ngon. Sướng quá. Anh em mình sẽ dùng lá diếp cá cuốn với cá nha mọi người. Xong rồi chấm gia vị này. Cuốn như này. Đó, xong rồi sẽ chấm gia vị. Thế là bùi bùi. Thế này à? Cái xương nó bé. Cá suối xương nó bé mọi người, nên là có thể ăn cả xương được luôn. Với lại nó không tanh. Kể cả con to như thế này này, mọi người vẫn có thể thoải mái nhai được. Đó. Cuốn mà cái lá thì nó hơi bé một tí, mình sẽ cuốn một cái cuống thôi. À, chấm như này. Đó. Như thế này nha mọi người. Sau đó vuốt. Sau đó là ăn. Mà ăn, ăn xong thì làm gì? Uống, vô. Cứ nhâm thì dần tối hết chai này được. Hết chai này là quên lối về luôn. Làm miếng thịt đi. Nó cho xích xích đi. Xong rồi lại thu lưới. Quấn nó đang đi ra ngoài kia khu lưới. Không ăn thua rồi. Ôi cái lá cây tưởng con cá gì to. Cá nheo. Lá cây. Cá nheo đấy. Cá cây được. À cái lá kia à. À trên này có con cá nheo bé. Thế là đúng ra là hai thằng đều đúng. Không có ai sai. Đây này mọi người, có một con cá nhau rồi. Đây, lại có mùi rồi. Hai con cá mươn. Phải thêm một con nữa, mỗi thằng mới được hai con. Thôi là ăn con nheo thì hai con này chứ sao. Ý, nhìn con mươn này to. Ôi, nó bảo là chúng mày cứ tranh cãi nhau đi. Anh đi đây. Sống có con rồi mọi người ạ. Thế là không bằng với cả một con. Tiếp thứ hai nha mọi người ơi. Chuyện đi. Ăn miếng thịt. Bây giờ phải ăn sushi để xem ai ăn con cá mương. Bởi vì 2-3 luôn à? À 2-3. 2-3. Ê Huấn rồi ăn con cá mương ấy. Ui, ăn đây. Mình đã ăn con cá nhau. Mời mọi người ra. Vô. Hả đi. Vô. Anh em mình ở đây uống gọi là tình cảm thôi nha mọi người. Mọi người nhìn view của anh em mình ngồi ăn uống ở đây này, gọi là hết nước chấm luôn.
đổ muốn chấm mấy lần rồi đấy. Ngồi lên rồi xong rồi thả một cái cần câu ra xong rồi đặt xuống đặt cá lắm. Mến, bây giờ vào tầm khoảng 6 giờ rồi. Bây giờ anh em mình sẽ di chuyển đi về nhá. Rồi anh em mình cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với anh em mình trong video ngày hôm nay. Mọi người nhớ cho anh em mình xin một lượt like và một lượt đăng ký vào kênh để ủng hộ cho anh em mình với nhá. Và đón xem những cái video mới của anh em mình. Rồi, mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại mọi người trong video mới của anh em mình nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye.